Ngay khi Leap Golf ra đời, Rory McIlroy đã là người phản đối cật lực giải đấu này. Thậm chí anh còn đối đầu với CEO của hệ thống thi đấu non trẻ này, Greg Norman. Nhưng thời gian gần đây lại xuất hiện tin đồn rằng golfer người Bắc Ireland đang được Leap Golf đề nghị hợp đồng cực khủng lên đến hơn 850 triệu đô. Nhưng mới đây, trong cuộc trả lời độc quyền trước nhà báo Todd Lewis của Golf Channel, golfer người Bắc Ireland phủ nhận những tin đồn trên và tuyên bố sẽ thi đấu cho PGA trong phần còn lại của sự nghiệp. Rory đã bác bỏ các tin đồn không có căn cứ rằng anh ấy đang đàm phán một thỏa thuận tiềm năng để tham gia Leap Golf và nhắc lại sự ủng hộ của anh đối với PGA Tour. Tuy nhiên, anh vẫn mong muốn sẽ sớm có ngày PGA Tour và Leap Golf kết hợp để tạo nên sân chơi cho những golfer giỏi nhất tham dự.